Được này. Em thế nào cũng được. Như thế nào? Đây mình phải làm mấy miếng ba chỉ đã. Nâu 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 lắm rồi. Cái nước chấm thần thánh của bác. Dìm chấm lên nhiều bổ. Quá tuyệt vời. Ơ này nó cũng quay. Chơi ngay chơi ngay miếng ba chỉ đi à. Đây em cái đoạn trên được tướng quá. Rất này. Đầu vụ nó béo. Thôi cạch với hai bác phát nhỉ. Mời nha. Mời thôi. Cứ làm chất lượng cao. Này cả nhà này. Mời cả nhà nhá. Xong tối mới xung. Thế mà cứ bảo bắn em đi. Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một buổi sáng. Trời đang mưa này cả nhà này. Đấy. Bây giờ là 7 giờ, hơn 7 giờ sáng rồi. Đấy cả nhà. Rơi cửa 7 rưỡi này. Đang 7 rưỡi sáng rồi nhá. Chú Xuân được miên chú Quyền. Chú rủ nhau đi bắt chuột cả nhà nhá. Thế này anh em mình hôm nay là chuyến chuột đầu mùa. Đấy cả nhà. Đầu mùa này và vẫn đã nghe chuột phải tầm tháng ăn mới ngon đấy cả nhà, nhưng mà thôi đi làm bữa đầu tiên là người ta gặt hái xong hết rồi mà đấy, bắt đầu là đi bắt chuột. Mưa này cũng đi này cả nhà này đấy, trong cái lúc đi mưa này mới đi bắt này cả nhà, thì là mình chia sẻ đây này là mình không cầm ăn rồi mà được chuyên gia cầm máy quay đâu đấy, mình ra mình chỉ trích đoạn tí thôi, còn đi cuốc này, đi cầm bì này, đi đuổi này đấy, cho nên là không quay được đấy cả nhà nhé. Để ra thì mình trích đoạn được đoạn nào thì là được, rồi tranh thủ thôi, rồi là làm bữa chuột đầu mùa. Mời cả nhà đi cùng với lại anh em nhà mình nhá. Cái này là có mình này, chú Xuân này, chú Quyền này, với chú Toàn này, thế thôi. Còn mấy chú bận không đi được. Thế là anh em nhà mình đấy, vẫn đang chớp mưa mầm đấy, cả nhà vẫn đi. Một khi đã máu rồi này, mưa cũng không sợ, đúng không? Thôi lên đường, mời cả nhà đi cùng mình anh em mình ra đồng đào chuột nhá, chuyến chuột đầu mùa. Mưa này cũng lên đường luôn đấy. Đấy, sấm đang sấm mầm mầm vẫn có đi đấy. Đã vào rồi. Quyền ơi, xem còn Tống còn con nữa không? Kiểu gì còn vài con nữa. Xuân đẩy cái cuống nó cái gà còn đẩy nó cái trong lồng đấy. Thôi. Chú bị cái mầm bố đấy. Chú thông lại đấy. Hết chưa? Bị cái tóm lại không? Không. Chặt nó mà gập ngang mà được. Mưa quá cả nhà. Mưa anh em mình cũng đi chia sẻ cả nhà tí cho vui nhá. Em cởi cho. Em cởi cho. Đây là lồng chuyên bẫy đựng chuột của Lê Toàn Phút này. Con lùn. Còn phải có con mẹ nó đúng không? Đấy, lồn đây rồi. Mẹ. Phải con mẹ đấy. Ui giời ơi. Bò chưa? Đó mà có chuột mẹ. Đấy, có cái túi kìa thiết kế hay phết. Cái đấy phải đáng nghe đáng nghe phải làm cái đáng nghe phải làm cái dây rút nhỉ, nhưng không chuyên dụng thôi. Đấy, con to nó vào cái nó khác ngay. Xôm xôm chưa cả nhà? Xôm xôm chưa? Thấy chưa? Đấy, có đấy là nhà nó dùng mất cái đấy là thôi. Mưa quá cả nhà nhá, tính đồng người ta mới đang gặt rõ này. Chào đại gia đình nhà mình nhá. Toàn chuột to, hôm nay toàn chuột to đấy. Thì lúc quay nước quốc thì cả nhà cũng cảm đang có áo mưa gió rồi đang không quay được, bây giờ mình chỉ trích đoạn này nhá. Buổi đầu tiên của anh em mình. Buổi đầu tiên bắt chuột này. Khổng long chưa? Được cái nhảy. Vàng chuột chuột. Toàn chuột to. Có cả hai con chuột cái ạ. Ừ. Hai con chuột cái. Hơn chuột con nhá, ăn uống thoải mái. Ăn uống phải mua bã. Mua bã. Kêu chỉ chít. Về chế biến cả nhà. Chế biến xong là mình lại các chú ở nhà nấu nước làm nông, mình lại đi mua ra đồ gia vị cứ theo kiểu truyền thống của anh em mình thế thôi nhá. Dưa chua gì? Ừ đúng rồi, dưa chua. Nâu năm nâu ngày không ăn chuột lại quên hết gia vị là chết đúng không? Hay là ấy tuyệt vời chứ cả nhà. Thế là buổi đầu tiên anh em mình ra quân là bắt chuột nhá, nhưng thực ra chuột ăn tầm này vẫn chưa ngon mấy đâu cả nhà, phải tầm tháng nữa ăn cái trong lúa mới ngon đấy. Đấy, cánh đồng này bên này mới gặt xong, còn đây là vừa bắt bên đây này vẫn còn chưa gặt xong, nhưng gọi là thôi đi để làm clip chia sẻ cả nhà thế nhá. Đấy, như thế cây gáo này ui xuất được cứ vào làm mấy quả gáo tí về uống rượu ngon cho muối ớt vào đi, sợ ông cứ cho không đây này tí về chấm với muối hột ăn với lại chuột thì ngon cực kỳ luôn. Ông cao cầm dậy, ông
Ông vào men thúc. Không được rồi. Là mấy quả gáo. Quả gáo này nhiều bạn còn không biết. Ui quả chín này. Ui quả chín ngon nha. Cho cắn miếng bổ với tam nữa nha. Ui giời ngon chứ quả này, quả gáo chín chơi luôn này. Làm mấy quả xanh về uống rượu. Nước càng bẻ canh ấy. Gáo rượu ngon quá mình ạ. Này chấm muối ớt này tuyệt vời ngon trời. Ôi sao về quả lâu nhá. Đây lấy nhiều nhiều áo. Xài quá kìa nhỉ. Đấy mà lấy quả già già đấy ngon. Đấy. Thôi đi. Quả già đây. Nắm đây được rồi. Ngon quá kìa nhỉ, ăn gáo chín nè. Ăn này. Ngon lắm, mời cả nhà nhá. Gáo chín ngon thật, nâu lắm rồi, phải chục năm nay mới được ăn. Toàn ăn cho nó miếng hơn. Cho nó miếng không nó thèm. Từ từ. Lại từ từ. Quả này to đấy. Gáo rượu. Nhìn ra đi. Gáo rượu rất thơm ngon. Đây là gáo rượu đấy. Tuyệt vời chưa? Ngon nhỉ. Ra cấm đồ. Bắt đầu về là anh em nhà chế biến. Con này là bác bảo con gì? Con là con như ở gọi là như mình gọi là con dế run, nhưng đây nó là dòng con dế run ở biển. Nó quay về. Con này em chả biết là con gì. Đêm nó mới về, nó hay mà dính lưới nhá. Ra quân buổi bắt chuột thành công tốt đẹp. Mưa quá cả nhà. Cây chanh hơi to đấy, cây chanh hơi cụt này. Như ở đấy. Như của người ta, như của họ. Quên nữa không điện cho bà đun nước trước nhỉ? Bà cắm rồi. À thế à? Ui tinh nít cơ à? Ui giỏi rồi. Được, được cái đứa là già thì vẫn được tinh, được đấy. Ở nhà đun nước cho rồi. Đấy, thế tha hồ làm. Thế bà các chú ở nhà làm nhá. Ừ, tao đi mua gia vị. Thế là các chú ở nhà, các chú làm cả nhà. Thế là mình cái chân là đi mua gia vị. Đấy, thế là vẫn còn đang tiếp tục mưa cả nhà. Mưa này uống rượu thịt chuộc luộc thì nhất vào đất rồi. Đấy, hai đầu bếp bây giờ là đang làm nông chuột nha cả nhà nha. Đấy, mình gọi là lại nhiệm vụ của mình gọi là lại đi gọi là làm gia vị, rau cỏ. Đấy cả nhà. Hello mọi người nhá. Có quả xe giã cua kìa chưa cả nhà. Xe đẳng cấp, xe thửa, xe độ. Mai mốt công an nó sẽ đến tận nhà nó bốc. Đấy, đầu chọc lâu lắm mới nhìn thấy. Đấy. Ba đầu bếp mổ chuột, biển đã làm xong rau nhá. Nè, rau cải này, rau cải đắng của nhà cũng đi mua mấy cái bắp cải này thôi. Không có làm được. Đấy cả nhà này. Đấy, xuống đây, đây vườn của Lê Toàn này. Toàn ớt rất nhiều ấy, chậu này nghe chịu khó rồng hoa quả gớm nhỉ. Mình rất ớt xanh rồi, còn ớt đỏ cái mình đã mua rồi. Đấy. Làm mấy quả ớt xanh này thôi. Ai là cũng rồng nghệ nghiếc khiếp nhỉ. Kinh người. Đấy. Đào cái kiếp. Đấy, đây là bát dưa nè cả nhà nhá. Và nhớ là có bát rau cải chua này. Đấy, ăn với chuột. Dưa chua này làm có ngon. Nê Toàn làm dưa chua, còn biển Nguyễn Ngọc là bắt thần thánh. Mỗi người mỗi việc. Xả ớt muối mình chính thế thôi. Khẩu vị của anh em nhà mình là mỗi người mới ăn mỗi kiểu. Em Toàn vào đây nghỉ đi làm đây. Đây là qua đây em các chú đang nộp kìa. Giải chiếu ra, Xuân, rượu ra. Đấy. Để chuẩn bị thành. Chục cái được cả 20 nữa.
trước khi thái chanh vo tròn bóp méo này, đấy, xe này, đấy, giống các cụ dạy thế. Đấy là bát chấm thần thánh của chỉ có biển Nguyễn Ngọc. Vắt vào đây trước rồi ngâm trước cả nhà, nó mềm hết các thứ đi, xả trước các mặt. Canh cả nhà cho vào đây xong rồi đảo lẫn hết nha, trộn hết đi. Đấy cả nhà. Thế là để nấu cái gì? Chuột hương ạ, chuột đồng đấy. Đã xong nha cả nhà nha. Đầu bếp Quyền đã luộc xong một rổ chuột này. Chuột hấp bắp cải với lại xả này, vứt đầy đây này. Này tiếp tục này. Đấy, thằng em chả phát lần nữa cho nó mát mẻ thằng người để vào. Ừ, để mời cả nhà vào mâm ăn cho nó ngon miệng. Bữa đầu tiên là đỉnh đấy. Ừ. Toàn hàng khủng chưa cả nhà. Băm ra bộ thổ thanh mà không với Quyền bắt đầu là chặt chuột. Đã rồi ta điện chưa. Xin chào cả nhà. Chuột đầu mùa ngày mưa gió. Chúc mừng bữa chuột là anh em mình thành công tốt đẹp. Anh em mình thành công là đợt này đợt sau còn nhiều hơn. Rực rỡ. Chơi tốt đẹp. Hết đi. Mình chén này khác. Ồ bác được chén đẹp. Ôi trời, thiếu gì chén này. Đấy đổ cho chú Toàn cái chén này này. Chú Toàn chú không chơi được thì cũng đánh được này. Em chén nào cũng được. Rồi chén to cũng bao nhiêu cũng. Cũng được em. Cảm giác cái món chuột đầu mùa ăn như thế nào? Đây mình phải làm mấy miếng ba chỉ đã, nâu lắm rồi, cả một năm nay mới lại mới được miếng ba chỉ. Năm nhảy, từ năm ngoái năm nay mới được một miếng thịt chuột. Vỏ chanh. Đấy. Trời ơi, sướng. Nhưng mà dùng mấy quả chung nhưng mà bà Thái muối hết rồi. Ui, bác Biển ơi, cái nước chấm thần thánh của bác. Nhìn chấm lên nhiều bổ. Quá tuyệt vời. Ơn này, lúc quyết vào làm sao? Chơi ngay miếng ba chỉ đấy à? Đây em là cái đoạn trên được tốt quá, rất nước miếng. Cái đoạn trên này ăn khôn thế. Rau cỏ này cả nhà. Ăn đoạn trên như này, đậu phụ béo. Có cạch với hai bác phát nhỉ. Mời người nha. Mời thôi. Cứ tự nhiên. Hai bác à? Mời hai bác đấy. Ủa, cho chú Quyền chứ mà cạch với hai bác ấy, hai chú chúng là thích chết đấy. Rồi. Ôi. Chú Xuân làm cái đấy là. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Bác già. Không nói lên được. Ngon, chuột đầu mùa cả nhà. Mấy nữa thì lại nụt à? Hàng. Hàng đẹp đấy. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Này cả nhà này. Hàng này. Mời cả nhà nhá. Xong tối mới xung. Thế mà cứ bảo bắn đen đi. Vứt đi. Ăn được, đây này, xong gấp cả cái bổ lên thân nhiều vào cả nhà. Đấy. Gấp bổ này. Thêm một cái cống dưa này. Rồi xong lại làm những cải đắng này nữa thì sướng vậy. Cẩn thận như cả nhà. Mời cả nhà nhá. Mình tìm cái miếng ba chỉ như vậy. Không mà biết lại đòi đi theo cái. Miếng này mà là miếng quyết định. Biết xuống ăn thì chuột này. Ngon quá. Thành công tốt đẹp à? Vá ngon. À quên, chưa uống chú Xuân nâu lắm rồi nhỉ? Nâu rồi không uống. Người con này tiện thể có chén. Mời chuột đầu mùa. Có mấy món chuột đầu mùa gặp chú đây làm miếng xuống chén đấy. Miếng này rất được miếng luôn, đủ cả ớt luôn. Mời lại đây nhé. Ôi trời ơi. Hôm nay uống cái rượu này bà hôm nay mua cho rượu này đặc biệt. Đây này, quên đấy. Còn giới thiệu cả nhà đây là quả gáo nhá. Nhiều người không biết đâu, lâu lắm rồi. Quả gáo này chỉ cái tuổi nhiều biết, còn nước trẻ thì không biết đâu, chứ con này mình không biết đâu. Hôm nay bà nó đi bà anh ở lên nhà đấy. Đi cho quả gáo xanh. Đây quả gáo nhá. Cháu không biết mà, cháu bảo quả gì? Ai không nghĩ ra. Mưa. Không phải ai cũng biết mà nước trẻ bây giờ. Mưa này kiểu gì ở nhà mưa rõ đi. Không biết được. Ông nghĩ là đi ra cho nó vui chứ. Anh nhiều cái vui chứ. Gì chưa? Đi cho vui. Không em bắt phấn này, hai nhà mình bắt còn ăn. Này, ngon lắm cả nhà đấy, buộc luôn này. Nằm ở nhà ái người. Nằm giống nằm ở nhà lại nghĩ điện thoại. Sao để ở nhà ăn rồi. Nghĩ ra. Cái bữa chuột này ăn ngậy thật đấy. Mà nghĩ ra bù tôn nữa là đi ngay tôn khoái đi lắm. Đấy, mấy giờ chua nữa thì... Bây giờ thì nghĩ được nhiều người quá. Bây giờ lúc này thì nghĩ được nhiều người. Còn lúc đấy đi là đang đầu óc nghĩ đi đâu. Nhưng mà đi sớm không? Sớm. 8 rưỡi đi. Đang mưa. Đang mưa, bắt đầu mưa, ở đây mưa to. Mưa chờ hết một cơn lại đi tiếp, một cơn này vẫn phải đi. Đi thế.
xuống nha. Số số nhà mình một cái này. Lên. Đấy nha, bộ cua chuột đầu mùa thành công. Còn mai mốt chúng tôi đi làm rồi, anh em ở nhà lại bẫy ăn thoải mái. Mình nhạo này nó có vời. Có mai cứ bẫy mà cứ gần chúng con là gia đình ăn nó uống. Rượu này ông bố đâu có lên. Bà mua từ có bố toàn chết đi. Nó là được cây quả gáo này, cái xuân du rất ngon, đồng lắm với hạt gáo đấy. Nói cái cây ngay đấy, lớp trẻ biết đầu gáo này cây gáo rượu ăn là nó thơm chua chua. Nói cái quả gáo ngay không? Ngay chỗ chỗ đấy. Có quả chín là nó ngon. Ăn nó mùi rượu. Rồi. Để đũa đánh lên. Bạn ơi. Này cho hơi ít bột giặt. Bột giặt thì nói câu này nghe cái đẻo đẻo đấy. À, tôi nhớ ăn đây nè. Không, cái đấy em cũng đi ăn đó. Đây, mà bà chỉ tấn công. Em đi ăn, biết ăn rồi. Em đi ăn cái đoạn trên thôi. Gấp nhiều cái bổ này cả nhà này. Đây là ăn cái đoạn trên này. Bổ này. Chanh, à, vỏ chanh, lá chanh, xả ớt nhé. Ớt xanh, ớt đỏ, muối 19. Có tiền rồi nó khởi tỏi đó là nó miếng này. Bài bắp cười thế nào? Ừ, đúng không? Siêu bột chân cuột. Cho nắm trong ngó tại nhà nhá. Đúng rồi. Cái gì này nó ăn đun nó nhanh chột á. Không có. Đúng là nên đi mà không có chu quyền. Về lui. Được ăn cũng chậm chội lắm. Tuyệt vời rồi đó. Anh em tuyệt vời. Cho nó như quyền như này hiếu. Từ bé hôm nay mới vô được con chuột em cảm thấy em mừng quá. Cái chuột này tổng có cái bao nhiêu cái giặt như là bọn nó bắt hết. Vô chuột thì đừng nghĩ là bị cắn. Đúng rồi. Được. Đấy, phải vô cho tao có bị cắn đâu. 10 con giỏi 7 con cắn khủng còn an toàn hết. Thẳng tay. Mà nó trốn ở cái áo mưa bắc biển vô nó bị dính. Còn mưa nó nhìn thấy vàng cái mắt này chạy chết. Mưa thế nó đố quá được. Em vô con nha. Mà nó cắn vào cái ngón tay mà cái thằng đứng ở bên bờ bên kia nó nhìn thấy con chuột nó còn nhanh này bảo cái mày không bỏ ra để cho nó gì vậy, càng néo là nó cắn rồi, bây giờ mình bỏ ra thì vẫn là chảy máu, càng bỏ càng là gì thì còn gì, càng bỏ càng chết, rồi tao cái chảy máu của mày chết, vồ bóp mạnh luôn. Nó cắn mình bóp cho mạnh rồi. Không, nhiều khi nó đâu vào cái vị trí mình bóp là gì đâu. Vồ cái mà dạ đúng con chuột là được, nhưng mà nghĩ thì nó bà dọn. Thịt ba rọi. Ba rọi chuột. Bà như là lợn nó có là ba chỉ đấy nhỉ. Ăn được xuống. Cho mình làm luôn bà rọi. Rồi. Làm hẳn một cái tảng sườn. Đẹp. Vào. Vào. Xếp được vào chỗ đấy. Đấy. Căng cơ đấy. Con này là con chuột nhỡ. Con này như là biển vồ ra mà nghe nó hơi chết đấy. Ôi giời, cái loại chuột cứ như chuột này ở đây nhỉ. Bắt lại còn bì. Như chú Niệm chẳng có mới bố này thì bắn bắt đoạn này ăn tốt đấy, lại lên đấy, con này chuột đầu mùa lên đấy. Quên bảo bắt trong con nhỏ về cho bị bịp. Ôi thế thì rồi, thế tháng sau tao cũng bị bịp đây. Quên mẹ nhỉ. Bây giờ muộn rồi. Bây giờ muộn rồi. Quên mẹ là bị bịp mình đang nuôi, đang không có mua. Thế mới con em thả ra anh nhiều. Nhặt cái kia đấy đẩy. Đấy, bớ không biết anh nhớ gì. Làm cái giỏ. Người ta đi với bác con bé, người ta làm cái chai C2 đấy. Làm gì? Toàn lấy loại như con chất cái rồi đẩy. Để riêng là không để vào đấy cho nó. Bèn em xem. Nó gì? Nó kẹt. Bác Phấn kìa, con kia nó gọi như con rẽ run biển. Gọi con rãi ru biển, nếu có người nuôi từ lon mà thả ra rồi chả phải. Như cổ tao này nó xưa lại em nuôi với con đang đút đi. Nó ra liên tục, quên cho ăn, quên không đóng cửa. Con đực, con đực có đốm. Đực mắt đỏ, người đỏ. Mình là bố giống. Mình chỉ đeo con bé ăn mà có bố mẹ toàn phủ lăng đạo lé thôi, trong bị bằng. Mà đau con. Mà toàn con to. Ngập bố. Mẹ lé xào ăn rồi ngon quá. Con bố lại chơi toàn tôi nhím ăn thế này. Của nó là tiết dạ, của nó là phần ốc vàng, đúng là đúng. Ngon. Ngoe mới là gì hơn. Ngoe là mình nói là đúng của ốc vàng. Vàng. Nó bắt đi cả nhà ơi. Mà nó ăn ốc vàng thì nó ăn giỏi rồi. Nó kêu con sống, không có tí nào sót trong này. Đúng ra là nếu mà nói là rắn là chuẩn nhất. Không, ngọn đại đã dặn những chủ sở giờ về mình thì toàn bốc vàng cứ đi ngó bị rắn đống. Cái loại bài tí đấy mà xem cái clip đấy mà
còn mẹ nó đút cho cái đoạn rắn là hôm nay này làm quả cáo rồi này, quả cáo này là hôm nay chú Xuân chú rất là kỳ công đấy. Ôi ôi, chú tỏ răng mình mai vẫn nghỉ thì chú còn cắn được cho chú Xuân cắn quả đấy là lại thêm mấy hai cái răng đi theo mai này mai tầm nào à, mai tầm hai mai tầm một tầm nào nữa mệt tầm mệt không quá mai này bố mai công tác mai công tác mai đi làm rồi quá là phải gặp bác mình mấy chầu nữa. Ê chứ bảo đêm mà đi này đào hang một mình em thì đâu không quá mình cửa trên là chú thế này cửa trên đấy cái hàm còn cửa dưới không dưới đây cửa dưới ở đây ta đây cửa bà sĩ còn em bác phở là chơi cửa đít phải ăn là nó nóng rồi cơ bản ăn nhiều ớt cay nó nóng đấy mình mới chơi cửa cuối để ăn nóng cái này nó nóng ngon chất đạm nó nóng lắm chất đạm không phải nói hôm nay đi bắt chuột anh cảm thấy hài lòng sướng chuột nó to không phải to đó mấy con to thôi nó to là hình như có hai con thoát thôi chủ yếu bắt chuột này theo anh nghĩ là nó phải bình tĩnh không nên nóng anh mà không qua đường đấy, anh không qua đường anh cứ mang theo cái vợt là nhiều lắm anh này đúng không này là anh vợt cái vợt ở chỗ cái khe đấy đấy xong lúc nào thì các anh xoáy cái vợt vào cái lên rồi cái cần phải cổ phải bình tĩnh tự tin chứ còn phòng tục ông này hoặc là con nào trên bương đấy con nào trên bương anh cầm cái vợt anh đang bơi anh vợt cái rái này anh ăn rái đi anh ăn rái là bổ rái đậm đà rái của nó là cả nhà đấy. Cà chuột à? Rái. Theo thông lục tổ tiên ta để lại gọi là hạt rái. Hạt rái. Chuột. Cái hạt giống tổ tiên. Mà nó đúng ra là ăn cà chuột này là đẻ sai lắm. Không được cái mau này nha, kể cả cà ăn được nó lo rồi, kể cả không ăn cái gì nhưng mà lo rất đông. Rất đông. Nó có bị ngang bụng. Đây là chúng tôi. Rồi chia đây. Món thịt này. À, mấy anh em lên cái mấy cái đầu mùa ăn nó ngon. Cốc của bác phở lúc nào là cốc to nhất này. Thế là ăn cái gì làm anh mới. Nó đổi cho bác Toàn đi nhà chú đổi. Đổi. Anh cứ lặng lẽ thôi. To đấy cũng bị thế này. Vừa gió anh em đi bắt chuột về ăn nữa là đầu mùa này là nhất quả đất rồi. Cốc của bác nhà mình là to nhất. Cốc bác. Mời cả nhà nhé. Uống đủ thôi anh này. Uống đủ thôi. To cũng được. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Mời nhá. Tuyệt vời đấy. Ôi. Bây giờ là cái ức trên rồi. Để đến chỗ nghĩa chơi dưới đi. À, trên đây. Ở đây là rái rái vẫn còn đây à? Rái. Rái vẫn còn đây. Đây là chim. Chim. Rái chuột. Đây, trên đây. Có con rái to. Đây này, bác phải là cái miếng đùi to này. Đây đây rồi. Đấy. Nắm đùi to này, cái đùi nhỏ này. Đấy đùi đùi nhỏ này các em răng yếu nó ăn. Đây là cái đùi trên phát này giống chỗ nghĩa này. Thứ hai con chuột to. Mời cả nhà. Đây là đây là chỉ đây cái gì đây đây cái gì đây bé quăng ngon tuyệt vời nó mở nó vào đấy đây hả đấy bà chỉ đây tôi còn muốn biển là bánh nướng hút đấy hút nướng rồi đấy cơ mà gọi là tỉnh gọi là nhớ ba ngày sau vẫn còn nhớ người luôn nghĩ lại bây giờ gọi là vẫn thấy ngon nhớ người đấy cái thật ngon. À, cứ là mình bé thì ăn những cái bé này nó ngon nhưng lại nó mềm. Ồ. Đấy. Hắn ăn chưa bao cho cái đùi vị cay đắng nhưng cũng ngon. Cay đắng hay ngon mà. Ăn nó đắng hơn nhẹ. Hôm nay vẫn thiếu một chút đâu. Thiếu một tôn. Dạ. Có nước gì cả. Tôn nó ngon. Chú Kiền châm thêm tí tỉnh vào ra. Ui, nó nghe thì châm rượu ra. Ăn uống nhìn vào các chú. Ủa, chán bó mẹ. Bác soi rượu hay được rồi. Không được rồi. Bác soi rồi. Can rượu mấy khi bà mua cho nên là để Tết để luôn ấy. À toàn mua đồ con cháu ngon để giữ giấm ở đâu. Cứ vào chúng mà có mồi mẹ mang ra. Rồi. Kết bà. Mày thôi. Mày coi rồi. Coi anh đâu? Rồi. Mời tất cả các anh. Đã gặp miếng chuột. Đàn nhà nó như thế. Mời các anh. Bắt trên. Rồi. Hết đây. Mời các nhà. Mời gia đình nhà mình nhá. Bắt cạn đây. Ôi 50 thôi. Bắt cạn thật à? Đấy đi này. Ừ. Uống hết luôn. Đã uống. À,
ăn gấp nữa. Thôi ăn thế là vừa là ngon. Mấy nước mấy chục cái anh đây luôn. Phải không? Đấy. Ngon. Mà ăn ngon này, ừ. Ăn nhiều quá là nó ngấy, ăn này là ngon, thèm, ăn còn thèm ngon. Mấy chục còn to nhé. Chuột là nắm cái đạo. Chuột là nhất, thì chó không bằng. Nhất căng thế này, tối anh còn bao nhiêu việc? Căng quá rồi. Căng quá rồi, căng hết mẹ căn rượu của bà sao mà. Hết rồi. Hết bốm nữa này. Mà nhớ cái này phải cất kỹ nhá. Nghe căng quá. Nhớ chưa mọ? Ôi giời, uống được, khổ quá, cứ cho vào tủ. Bây giờ bọn này nó có voi đầu tiên, nó đang uống rượu này nọ, nó quen rồi, cái rượu trắng này, cái này nọ. Chui ơi. Ừ, lấy. Thế rồi, còn đủ trắng. Ăn đi. Là mùa ăn là ngon nhỉ. Nhất là đầu tiên ăn vào ngon dữ nhỉ. Mấy đầu tiên nó háo là cả năm mới được một miếng. Tôi cảm thấy riêng ăn cái này, ăn mấy cái dưa là hợp nhất. Hợp. Ngấy. Cái này mới có mấy quả sung nữa. Quả sung là tất cả các thịt luộc là phải ăn là phải có tí chua chua rồi. Mình phải làm miếng đùi to này, bố không ăn, đây phải riêng miếng đùi to. Thôi em bố không ăn, bố ăn anh tham với anh, bố là bố không ăn. Bố ăn nhiều rồi. Nó mang tiếng là đầy. Chấm luôn, chấm luôn với đây này, xong là cho luôn cái xả ớt lên đây này. Đây là cái miếng này có bướm của nó đây là đấy. Bởi cổ là cái miếng đặc sản. Ừ, nhỏ lắm. Cái này tầm gần trăm năm rồi. Trăm năm. Cả nhà ơi, thế hôm nay là chuyến bắt chuột của anh em mình đầu mùa nhá. Đấy là mưa gió mưa bão vẫn cứ lên đường thì bắt ăn được cũng không mất. Chuột công nghiệp ngon ngọt cả nhà. Chấm mẹ bắt cái gọi thần thánh của biển Nam đấy đúng không ạ? Không còn gì bằng ăn can 5 lít của bà kia vật hết nửa rồi. Cả nhà này đấy, không có cái gì bằng cái nước của bác. Đấy, cái ngon. Thần thánh này chấm vào nói là nếu mà để còn cái gia vị thì nó nhiều kiểu người, mỗi người ăn nó thôi. Thôi anh em mình kết thúc video, chào các nhà cả nhà nhỉ. Để hẹn hello, chào lại gia đình nhà mình nhá. Cả nhà xem hay nhớ đăng ký cho Nguyễn Đồng Biển nhá. Hello. Chào cả nhà, hẹn tiếp tục bữa nữa. Tiếp nữa.